con sẽ trở thành một nhân chứng tin mừng, sẽ loan đi tới khắp mọi miền bằng đời sống yêu thương nguyện cầu triền miên. Nguyện dâng hiến cho Ngài làm khúc hát cho đời ngọt ngào ôi những tháng vời ngày, lòng yêu thương tha nhân chẳng vơi. Và từ đó con xin đi theo Ngài, dù chân ái có bao nhiêu nghi ngại, vẫn bên câu thề dâng hiến nguyện đời con. Đây là đài phát thanh lòng Chúa thương xót, được phát trực tiếp từ tiểu bang Arkansas, Hoa Kỳ. Kính chào quý thính giả và xin Chúa chúc lành cho quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chia sẻ lời Chúa của linh mục An Tôn Vũ Quốc Thịnh và audio sách đạo. Làm môi ước cho nhân gian an lành. Trích sách tiên tri Hô-sê. Đây Chúa phán: Hỡi Israel, hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa ngươi, vì ngươi đã gục ngã trong đường tội ác. Các ngươi hãy mang lời Chúa và trở về với Chúa. Các ngươi hãy thưa rằng: Xin hãy xóa bỏ mọi tội ác và nhận điều lành. Chúng tôi dâng lên Chúa của lễ ca tụng. Assuro sẽ không giải thoát chúng tôi. Chúng tôi sẽ không cưỡi ngựa và sẽ không còn nói rằng: Thần minh chúng tôi là sản phẩm do tay chúng tôi làm ra. Vì nơi Chúa, kẻ mồ côi tìm được sự thương xót. Ta sẽ chữa sự bất trung của họ và hết lòng yêu thương họ. Vì ta đã nguôi giận họ, ta sẽ như sương sa. Israel sẽ mọc lên như bông huệ và đâm rễ như chân núi Liban. Các nhánh của nó sẽ sum xê, vẻ xinh tươi của nó như cây ô liu và hương thơm của nó như hương thơm núi Liban. Thiên hạ sẽ đến ngồi núp dưới bóng mát của nó. Họ sống bằng lúa mì và lớn lên như cây nho. Nó sẽ được lừng danh như rượu Liban. Hỡi Ephraim, tượng thần giúp ích gì cho ngươi không? Chính ta sẽ nhậm lời và săn sóc ngươi, cho ngươi mọc lên như cây hương nam xinh tươi. Nhờ ta, ngươi sẽ sinh hoa kết quả. Ai là người khôn ngoan hiểu được các việc này? Ai là người sáng suốt biết được các việc đó? Vì chưng đường lối của Chúa là đường ngay thẳng, và những người công chính sẽ đi trên đó. Còn các người gian ác sẽ gục ngã trên đó. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia. 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 Alleluia, alleluia. Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn con trông cậy vào Chúa. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Này thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em hãy khôn răng như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Vậy anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy, để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại. Khi người ta nộp anh em đừng lo phải nói làm sao hay nói gì, vì trong giờ đó Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha nói trong anh em. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Khi người ta bắt bớ anh em trong thành này thì cứ trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em chưa đi hết các thành của Israel thì con người đã đến. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, lần xem lại các trang lịch sử của Giáo hội Công giáo Việt Nam để nhận biết Thiên Chúa đã yêu thương và gìn giữ che chở dân của Ngài. Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm bão táp, có lúc nguy khốn, tưởng chừng như nhà đạo Công giáo sẽ đến hồi chấm dứt. Nhưng hạt giống đức tin vẫn trổ sinh nảy nở, lớn lên theo năm tháng, và đến ngày trổ bông kết trái. Ngày hôm nay, tự do tín ngưỡng được xem là một trong những quyền không xâm phạm của con người. Trong phạm vi đó, chúng ta thấy chúng ta được thoải mái để giữ đạo. Chúng ta không còn phải bị bắt bớ, bị cấm cách. Nhưng mà thật sự ra, nó dễ điều này, nhưng mà nó khó điều khác. Chúng ta thấy như ngày xưa ông bà của chúng ta bị cấm cách, bị bắt bớ đó. Nhưng mà cái đời sống đức tin nó rất là cao. Càng cấm cách thì đời sống đức tin càng mạnh. Nhưng mà ngày hôm nay tình hình tôn giáo được mở rộng, được nới rộng thì đời sống đức tin nó bị giảm xuống. Ngày hôm nay không phải là như chiên đi vào giữa bầy sói nữa, nhưng mà như là con người đối diện với tất cả những thực tại khó khăn về kinh tế, về danh vọng, về dục vọng. Bởi vì giữa một cái xã hội phát triển, con người dễ đi theo danh vọng, dục vọng, tiền bạc, vật chất, của cải, thay vì chọn Thiên Chúa. Và chính vì thế người Kitô hữu phải đối đầu, đối diện với tất cả những cái cơn cám dỗ đó. Người Kitô hữu của chúng ta ngày hôm nay phải đối đầu với những cái thách thức của sự hưởng thụ, của những cái trào lưu hưởng thụ, để rồi chúng ta sống cái sự từ bỏ để đi theo Chúa đó. Khó lắm. Thà nó khó một tí, chúng ta dễ giữ đạo. Nhưng mà nó dễ quá, chúng ta dễ chối đạo, chúng ta dễ mất đạo. Bởi vì khi mà dễ quá rồi, chúng ta lại sống buông mình. Chúa nói là ngày hôm nay nếu như là bị điệu ra trước quan quyền vì thầy đó, thì đừng lo, bởi vì khi đó Chúa Thánh Thần sẽ nói trong anh em. Chúa Thánh Thần lúc nào cũng hiện diện trong cuộc đời này, và Chúa Thánh Thần hiện diện trong cuộc đời của chúng ta, để Ngài nâng đỡ chúng ta khỏi những cái yếu đuối của con người, của phận người, để chúng ta sống và giữ đạo. Nhưng mà rồi chúng ta thấy đó, cái bi đát, ngày hôm nay con người ta không đón nhận Chúa Thánh Thần. Và điều mà Chúa nói ngày xưa đó, nó rất là hiện thực trong ngày hôm nay. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết, cha sẽ nộp con cái đứng lên chống đối cha mẹ và làm cho mẹ phải chết. Vì sao? Vì con người ta không có Chúa. Cũng giống như có đoạn tin mừng làm cho nhiều người hiểu lầm, thầy đến không phải mang sự bình an mà thầy mang đến cái chia rẽ. Nhưng mà chúng ta phải hiểu ngược lại.
Chúa Giêsu chính là cái nguồn mạch của sự bình an. Nếu ai nào đó đón nhận Chúa vào trong cuộc đời thì người đó sẽ bình an và người ta sẽ đối xử với người khác trong cái sự bình an. Nhưng mà người đó không có Chúa thì coi như người đó bất an. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh, con cái sẽ chống lại cha mẹ vì người ông ta không có Chúa. Mà lời Chúa nói ngày xưa nó hiện thực trong ngày hôm nay lắm. Ngày hôm nay con người ta sống nhờ như thế đó. Hưởng thụ, tranh giành. Chúng ta thấy ra tòa bởi vì tranh giành đất đai, ruộng đất trong gia đình với nhau. Có nhiều khi cha mẹ không nhìn mặt con cái không nhìn mặt cha mẹ. Bởi vì họ không có Chúa trong cuộc đời. Họ không có Chúa trong cuộc đời để rồi họ tranh giành, họ đấu đá, họ hơn thua. Và đó là cái thách thức của người Kitô hữu. Thầy sai anh em đi như bữa giữa bầy sói, bây giờ không còn sói nữa. Mà sói đó được hiểu là tiền bạc, là danh vọng, là vật chất. Chúng ta dễ bị cám dỗ trước những danh vọng vật chất địa vị để chúng ta loại trừ người khác ra khỏi cuộc đời. Sói của chúng ta ngày hôm nay, sự giữ của chúng ta ngày hôm nay đó là tiền bạc, là danh vọng, là quyền lợi. Chúng ta đối đầu với tất cả những điều đó. Mà nếu như chúng ta không bám vào Chúa, chúng ta dễ bị sa ngã lắm. Chúa nói đừng lo bởi vì có thần khí của cha anh em ở trong anh em. Nhưng mà khổ một cái là bây giờ chúng ta có đón nhận thần khí đâu. Chúng ta có mở lòng ra đón nhận để thần khí mà để thần khí hoạt động trong chúng ta không? Con người, chúng ta sống phần con chứ chúng ta không sống phần người. Chúng ta phải sống cái phần thế gian chứ chúng ta không sống là con cái của Chúa. Nếu là con cái của Chúa thật sự, có Chúa thật sự sẽ là khí cụ bình an. Đem yêu thương vào nơi oán thù, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Ngày hôm nay chúng ta thấy nhiều gia đình tan vỡ. Con cái không có hiệp nhất với cha mẹ. Cha mẹ không hiệp nhất với con cái và anh em đấu đá nhau chỉ vì tiền bạc thôi. Người ta tôn thờ tiền bạc. Nói ra thì nó xấu hổ. Người Công giáo cũng có một số người trong đó. Dẫu rằng vẫn đi nhà thờ, vẫn đọc kinh, vẫn xem lễ, tham gia ca đoàn, tham gia hội đoàn. Đôi khi nói rất là hay. Tham gia rất là hay. Nhưng mà ngang qua cái đời sống đó, nó lại gọi là phản chứng tin mừng. Đi tới nhà thờ thì để xem chừng đó đạo đức thánh thiện lắm, nhưng mà ra khỏi cổng nhà thờ là ôi thôi hiện lên một con người hơn thua đấu đá tranh giành. Đấu đá tranh giành với ai? Đấu đá tranh giành với gia đình của mình, anh chị em của mình, cha mẹ của mình mới đâu. Đó ngày hôm nay Chúa Giêsu sai chúng ta đi giữa bầy sói. Bầy sói đó là tiền bạc, là danh vọng, là vật chất, là quỷ dữ. Là những cái đam mê đó, nó luôn luôn rình rập. Giống như Thánh Vịnh nói đó, ma quỷ luôn rình rập, cắn xé anh em, giằng xé anh em, và anh em cũng phải tỉnh táo, phải bám vào Chúa thôi. Ai nào đó bám vào Chúa sẽ được bình an. Ai nào đó bám vào Chúa sẽ được sức mạnh để vượt qua cám dỗ. Chúa Giêsu lấy hình ảnh của chiên với sói. Sói lúc nào cũng ăn thịt chiên hết, chiên thì hiền lành. Và người Kitô hữu của chúng ta đối diện với tất cả những sự dữ luôn luôn rình rập chúng ta, cắn xé chúng ta như là sư tử tìm mồi cắn xé vậy đó. Và chúng ta phải bám vào Chúa thôi. Lời Chúa nói ngày hôm nay vẫn còn ứng nghiệm cho chúng ta. Chúa sai chúng ta đi giống như chiên đi giữa bầy sói. Chúng ta lội ngược dòng. Giữa cái xã hội mà người ta vung vén hơn thua tranh giành đấu đá, giành giật chụp giật đó, thì chúng ta phải là người buông bỏ. Chúng ta là những người buông bỏ để đi theo Đức Kitô. Mà con người chúng ta yếu đuối lắm. Chúng ta dễ bị sa ngã, chúng ta dễ bị gọi là đi theo cái dòng chảy của cuộc đời để chúng ta phản chứng. Xin Chúa thêm ơn cho chúng ta, để chúng ta luôn luôn tỉnh táo. Đừng chống lại cha mẹ, đừng chống lại anh em, đừng ở ác. Hãy sống tử tế với Chúa và tử tế với nhau. Này con đây, xin Chúa hãy sai con đi, đi làm chứng nhân cho Ngài và trở nên mũi men cho đời, cho người khắp nơi. Từ bao năm qua, lời Ngài hằng luôn thiết tha, lúa trên đầy đồng mà không có bao thợ gặt. Nay con đến bên với Ngài, này con đây Chúa ơi, xin Ngài
trong an vui. Này con đây, xin Chúa hãy sai con đi, đi làm chứng nhân cho Ngài và trở nên mũi men cho đời, cho người khắp nơi. Nguyện dâng tương lai, đường đời còn bao thưa quý thính giả, hôm nay ngày 12 tháng 7, lễ Thánh Gioan Jones và Gioan Wall, tu sĩ tử đạo, qua đời vào khoảng 1530-1598, 1620-1679. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về cuộc đời của các thánh Gioan Jones và Gioan Wall, tu sĩ tử đạo, qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Hai tu sĩ này tử đạo ở Anh hồi thế kỷ thứ 16 và thế kỷ thứ 17 vì không chịu từ bỏ đức tin. Thánh Gioan Jones là người xứ Wales, nước Anh, là linh mục triều và bị tù hai lần vì cử hành các bí tích trước khi rời khỏi Anh quốc năm 1590. Ngài vào dòng Francisco lúc 60 tuổi và trở về Anh 3 năm sau khi nữ hoàng Elizabeth thứ nhất lên ngôi. Ngài chăm sóc người Công giáo ở vùng quê nước Anh đến khi vô tù năm 1596. Ngài bị treo cổ, kéo lê và phân thây làm tư ngày 12 tháng 7 năm 1598. Thánh Gioan Wall cũng sinh trưởng ở Anh, nhưng học ở Đại học Anh Quốc Douai tại Bỉ. Ngài thụ phong linh mục ở Roma năm 1648, gia nhập dòng Francisco ở Douai vài năm sau. Năm 1656, Ngài trở lại làm việc bí mật tại Anh Quốc. Năm 1678, Titus Oates bắt nhiều người Anh lao động cực khổ tại đất nước này. Từ đó, người Công giáo không được tham gia vào quốc hội. Mãi đến năm 1829, luật này mới được bãi bỏ. Thánh Gioan Wall phải vô tù năm 1678 và bị xử tử vào năm sau. Các ngài được phong thánh năm 1970. Dõi bước con muôn nguyện sáng cuộc đời con như là khúc ca qua nhịp yêu thương vọng mãi xa hát lên mừng cha khúc ca cảm tạ
lòng mến tri ân chan hòa. Nguyện dâng cuộc đời con như là khúc ca, hòa nhịp yêu thương vọng mãi xa, hát lên mừng cha khúc ca cam tạ lòng. Đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe câu chuyện Sự Sắp Đặt Diệu Kỳ của Thượng Đế với giọng đọc của Maria Trâm Kelly. Sự Sắp Đặt Diệu Kỳ của Thượng Đế. Từ một chuyến bay phải hạ cánh gấp vì sự cố. Có một bác sĩ rất nổi tiếng tên là Stephen đang trên đường tới dự một hội nghị về y tế, nơi ông sẽ được trao tặng một phần thưởng quan trọng cho những nghiên cứu và cống hiến xuất sắc của ông trong thời gian qua. Bác sĩ Stephen rất háo hức mong chờ sự kiện này và muốn đến đó càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, sau khi máy bay cất cánh được một tiếng đồng hồ, thì phi công thông báo rằng máy bay gặp sự cố nên họ sẽ phải hạ cánh khẩn cấp ở sân bay gần nhất. Bác sĩ Stephen sợ rằng mình sẽ không thể đến dự hội nghị kịp thời gian. Ông đến hỏi nhân viên của hàng không về chuyến bay tiếp theo tới địa điểm diễn ra hội nghị, thì được biết trong vòng 10 tiếng nữa sẽ không có chuyến bay nào cả. Nhưng gợi ý rằng ông có thể thuê một chiếc ô tô và lái tới đó, vì từ thành phố này tới đó chỉ mất 3 tiếng lái xe mà thôi. Chẳng còn cách nào khác, ông đồng ý với ý kiến này, thuê một chiếc xe ô tô và bắt đầu hành trình của mình. Tuy nhiên, ngay khi ông ngồi vào xe, thời tiết đột ngột chuyển biến xấu và một cơn bão lớn đang dần kéo đến. Mưa to khiến việc lái xe trở nên vô cùng khó khăn và vị bác sĩ tài giỏi đã bỏ qua một đoạn rẽ cần thiết. Cho đến cuộc gặp gỡ kỳ diệu của vị bác sĩ với người phụ nữ xa lạ. Sau 2 tiếng lái xe, mưa to khiến vị bác sĩ lạc đường khi đang lái xe. Ông biết mình đã lạc đường, mưa ngày càng nặng hạt, lại đang ở trên một con đường xa lạ. Bác sĩ cảm thấy rất đói và mệt mỏi. Ông nhìn ra xung quanh, tìm kiếm dấu hiệu của các nhà dân quanh đó, rồi dừng xe trước một căn hộ nhỏ. Sau khi vị bác sĩ gõ cửa, có một người phụ nữ lớn tuổi ra mở cửa. Ông giải thích qua loa về tình hình của mình và hỏi người phụ nữ xem có điện thoại không để ông gọi nhờ. Người phụ nữ nói rằng ở đây không có điện và bà cũng không có điện thoại, nhưng vẫn muốn mời ông vào nhà để ăn uống chút gì đó ấm áp. Vừa đói, vừa mệt, vị bác sĩ đành chấp nhận lời mời tử tế của bà lão. Bà lấy cho ông một ít thức ăn và trà nóng rồi lịch sự xin phép để tiếp tục việc cầu nguyện của mình. Ngồi trên ghế vừa nhấp trà, vị bác sĩ vừa quan sát bà lão dưới ánh nến mờ ảo.
Hóa ra bà đang cầu nguyện bên cạnh một chiếc nôi nhỏ. Linh tính cộng với thói quen làm việc khiến ông đi đến gần, hỏi bà lão xem có cần giúp đỡ gì không. Bà lão mỉm cười và nói, mọi lời cầu nguyện của mình đều đã được Chúa đáp lại. Duy chỉ có một điều thì chưa, có lẽ vì niềm tin của bà chưa đủ chăng? Và mối nhân duyên hiếm có trong đời. Vị bác sĩ dè dặt hỏi lại, nếu bà không phiền, liệu có thể cho tôi biết bà đang cầu nguyện điều gì không? Bà lão đáp lời, đứa trẻ trong chiếc nôi này là cháu trai của tôi. Nó bị mắc bệnh ung thư hiếm gặp, và tất cả các bác sĩ mà chúng tôi từng gặp đều không thể chữa trị cho nó. Người ta nói với tôi có một bác sĩ chuyên chữa dạng ung thư này, nhưng tôi không đủ tiền để đến gặp ông ấy, vì ông ấy ở cách đây rất xa. Rồi bà lão cho vị bác sĩ biết rằng, vì mình không thể tới gặp bác sĩ kia, nên bà chẳng còn cách nào khác là cầu nguyện, mong cho cháu mình có thể gặp được bác sĩ Stephen để được tai qua nạn khỏi. Sau khi nghe bà lão nói thế, bác sĩ Stephen đã không cầm được nước mắt. Ông nói, Chúa trời mới tuyệt vời làm sao? Ngài không những đã trả lời bà, mà còn đưa bác sĩ Stephen đến tận nhà bà, để có thể chữa trị cho cháu trai của bà đấy. Tôi chính là bác sĩ Stephen đây. Bà lão ngước nhìn lên, dường như không thể tin nổi vào điều kỳ diệu đang diễn ra. Nước mắt cũng lã chã rơi trên đôi gò má nhăn nheo của bà. Đây chỉ là sự trùng hợp tình cờ hay là sự sắp đặt kỳ diệu của tạo hóa? Có lẽ chính niềm tin mãnh liệt vào cuộc đời và lòng tốt của con người đã giúp họ có mối nhân duyên cùng sự kết nối tuyệt vời này. Hãy học cách tích cực cho đi. Chúng ta sẽ có được sự báo đáp tốt đẹp. Và đừng bao giờ từ bỏ lời cầu nguyện, vì lời cầu nguyện chính là sợi dây kết nối vô hình giữa con người với đấng tạo hóa. Ngài sẽ luôn đón nhận và trao ban tất cả những gì tốt đẹp nhất cho những ai luôn kết nối và tín thác nơi Ngài. Theo tri thức trẻ, Post by Mary Nguyễn. Tình Ngài thương con, dìu dẫn bước con trên đường. Về nguồn yêu thương, lòng con tìm thấy niềm vui. Con xin theo Ngài, dù con đi khắp muôn phương, giao truyền chân lý cho muôn người biết tình thương. Cảm tạ Chúa đã đỡ nâng con lên, cứu tôi và bao nỗi đam mê. Cảm tạ Chúa dẫn được con đi ở bên Ngài, con hạnh phúc biết bao. Cảm tạ Chúa đã đỡ nâng con lên, cứu tôi và bao nỗi đam mê. Cảm tạ Chúa dẫn được con đi ở bên Ngài, con hạnh phúc biết bao ở bên Ngài, con hạnh phúc biết bao.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em tín hữu Công giáo, mẹ Fatima, nữ vương Mân Côi, kêu gọi mọi người hãy năn lần hạt Mân Côi và ăn năn sám hối. Để đáp lời mời gọi của mẹ, Hội Mân Côi và Hội Hiệp sĩ Fatima tha thiết kính mời các anh chị em tín hữu ghi tên gia nhập hội. Muốn biết thêm chi tiết, xin vào website radioltxc.org. Và muốn ghi danh gia nhập hội, xin gọi cho ông Simon Lê Văn Trương. Số điện thoại 805-815-1581 hoặc email simonle131@gmail.com. Xin Chúa và mẹ Maria chúc lành cho quý ông bà và anh chị em. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe hành tích Thánh nữ Rita Cassia, Saint Rita, Patron Saint of the Impossible. Nguồn từ catholiccompany.com và Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót thực hiện với giọng đọc của Faustina Thu Thảo, Teresa Mai Phương, Cecilia Vân Yên và Phêrô Đức Thành. Ước ao sống tận hiến cho Thiên Chúa như một trinh nữ. Thiên Chúa thực sự tuyệt vời trong sự thánh thiện của Người. Và một nghiên cứu cẩn thận về cuộc đời của Thánh Rita Cassia. Từ cái nôi của cô đến ngôi mộ, sẽ thuyết phục bất cứ ai về sự đẹp đẽ và thánh thiện. Rita đã là một gương mẫu của ngây thơ và trinh khiết. Mặc dù cô vẫn còn là một đứa trẻ, niềm mong muốn mãnh liệt của Rita là sống một cuộc sống trầm lặng trong hầm trú hay trong hang động, nơi cô có thể sống những ngày liên tiếp cầu nguyện và chiêm niệm, bởi vì cô thèm muốn sống một mình với Thiên Chúa. Tuy vậy, tình yêu hiếu thảo và sự vâng lời cha mẹ cao tuổi của cô, những người mà cô cảm thấy sẽ phản đối điều này, sẽ cản trở việc thực hiện của ước muốn thánh thiện của cô. Không phải là bực mình một chút, nhưng còn là thất vọng. Cô đã không do dự trong quyết định sống rảnh rang để có thể càng gần Thiên Chúa càng tốt. Làm thế nào để thành công trong quyết định này và đồng thời phục tùng cha mẹ cô? Đó là vấn đề rắc rối cho Rita. Nhưng bối rối của cô chỉ trong thời gian vắng. Thiên Chúa, đấng sung sướng ngự trong trái tim trinh khiết và ngây thơ của người tôi tớ trẻ trung của Người, soi sáng cho cô lập một nhà nguyện nhỏ, đẹp nơi gian nhà trống trong nhà cô. Nơi đó, cô sống cả năm, tách mình ra khỏi những chuyện đời, trừ khi phải nói với cha mẹ những chuyện cần. Trong năm cô lập đó, Rita đã dành thời gian để suy gẫm về các mầu nhiệm đau thương của cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô. Và để giúp mình suy gẫm, cô đã vẽ lên các bức tường nhà nguyện nhỏ đó
một số cảnh cuộc đời sống của Chúa Kitô, chẳng hạn như máng cỏ nơi Chúa Giêsu hài nhi đã nằm, núi Canvê nơi Chúa Giêsu chết trên thánh giá và ngôi mộ đặt xác Thánh Chúa Giêsu. Cô cũng trang hoàng những tấm ảnh Đức Mẹ nữa. Nhìn vào những hình ảnh Chúa và Mẹ đó giúp cô không bị chia trí khi cầu nguyện và suy gẫm. Nhưng đúng như thép hướng về Nam Châm, trái tim và linh hồn cô hướng về Chúa Giêsu Kitô mà cô không mong muốn gì hơn là được tình yêu và ân sủng của Chúa đã chịu đóng đinh vì cô. Vào lúc kết thúc năm đó, sống trong sự cầu nguyện liên tục và hiệp thông với Thiên Chúa và Mẹ người, Rita đã thấy rằng cha mẹ cô cần sự giúp đỡ liên tục của mình, đặc biệt là mẹ cô. Ông Antonio Mancini, lực lưỡng và khỏe mạnh, đã trở nên yếu ớt và rất khó khăn khi ông trồng một mảnh vườn nhỏ để cung cấp rau trái cho vốn tiết kiệm của mình. Và bà Amata, người vợ trung thành cao niên của ông, sức khỏe đã suy nhược, chỉ có thể thực hiện một phần nhỏ nhiệm vụ trông coi gia đình. Rita đã hiểu đầy đủ bổn phận người con đối với cha mẹ mình, hiểu được ý muốn của Thiên Chúa, biết rằng cô nên từ bỏ cuộc sống rảnh rang của mình để giúp đỡ cha mẹ già của cô. Vì vậy, Rita đã rời nơi cô đã trải qua nhiều ngày đêm với Thiên Chúa để trở thành niềm vui lớn lao của cha mẹ là giúp việc nhà và nói chuyện với cha mẹ. Chúng ta có thể phỏng đoán Rita làm thế nào thực hiện nhiệm vụ của người quản gia để hài lòng cha mẹ, đặc biệt là mẹ cô, để xem con gái họ cần cù và siêng năng thế nào. Giống như một thiên thần trong hình dạng con người, cô bận rộn tại nơi làm việc. Nhưng mặc dù Rita rất cố gắng chu toàn công việc của mình, dường như không bao giờ để nó chen vào hoặc làm gián đoạn lời cầu nguyện của cô. Dù cô phải rất để ý đến công việc làm bên ngoài, cô đã lợi dụng tuyệt vời vừa làm việc vừa cầu nguyện và giữ mình luôn ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Cô còn giúp những nữ tỳ nhỏ của cô làm việc của nó và hướng dẫn bàn tay nhỏ của nó giữ cho ngôi nhà khiêm tốn của cha mẹ cô như mẫu mực trật tự lớp lan đâu vào đấy. Liệu các trẻ em ngày nay có yêu thương và vâng lời cha mẹ mình như bé Rita Mancini không? Có tránh cho cha mẹ khỏi than phiền: "Tôi đã không còn kiểm soát được các con tôi không?" Sau khi đã dành một vài năm làm việc trong nhiệm vụ quản gia, Rita đến tuổi khi những cô gái trẻ, đặc biệt là tại Ý, quen lựa chọn tình trạng cuộc sống tương lai cho mình. Trong sách sử ký của dòng thánh Augustino, người ta biết rằng Rita Mancini, khi được 12 tuổi, đã thực hiện sự lựa chọn của mình. Cô không bàn hỏi ai ngoài Đức Chúa Trời, vì cô mong muốn dâng hiến đời trinh tiết của mình cho Thiên Chúa. Như thế, cô có thể bỏ toàn sự ngay thẳng của linh hồn mình, mà trước kia những con ong trắng bay lượn xung quanh cái nôi của cô đã tiên báo. Cô quyết tâm là bạn trăm năm thực sự của Chúa Kitô bằng cách ôm ấp một đời sống tu trì và trở thành một nữ tu. Nhưng than ôi, phải qua nhiều năm
trước sự ước nguyện của Rita được hoàn thành, vì Chúa chỉ cho phép sau khi cô đã cố gắng trong các thử thách rất phiền não và mâu thuẫn. Và cuối cùng, cô mới đạt được hạnh phúc mà trái tim cô mong mỏi từ khi còn thơ ấu. Quyết tâm trở thành người bạn trăm năm của Chúa Giêsu Kitô và hiến mình hoàn toàn phục vụ Ngài. Suy nghĩ đầu tiên của Rita muốn là một con gái vâng lời là làm cho cha mẹ được biết quyết tâm của mình, để cha mẹ cho phép cô. Một buổi tối, khi cha và mẹ nói chuyện với nhau, Rita lắng nghe cuộc nói chuyện đạo đức và thánh thiện của họ, chờ đợi cho đến khi kết thúc. Sau đó, cô hôn cha mẹ cách cung kính và nói với họ rằng cô đã quyết tâm trở thành một nữ tu. Antonio Mancini và Amata Ferri rất đổi ngạc nhiên. Vẻ mặt già nua nhăn nheo của họ trở nên lu mờ với nỗi buồn khi con gái họ đã nói với họ như thế. Và khi cô tiếp tục với lòng khiêm nhường và hùng biện hơn là của con người khi xin phép cha mẹ, mỗi lời Rita thốt lên như những mũi tên sắc nét đâm vào trái tim ông bà, và nước mắt họ trào ra thổn thức. Tuy nhiên, vì Rita yêu cha mẹ của mình và sẽ không làm bất cứ điều gì gây ra cho họ nỗi buồn hay đau đớn, dù lời xin đạo hạnh của mình trong sự vâng phục và sẵn lòng nếu bị từ chối, cô nói: "Cha mẹ thân yêu, đừng theo ý con, nhưng xin theo ý Chúa." Sự im lặng tiếp theo sau lời cầu xin tha thiết của Rita, mong cha mẹ cho phép mình theo đuổi, ôm ấp đời tu trì. Nhưng cha mẹ cô đã viện lý do không đồng ý. Cha mẹ cô không còn có thể che giấu nỗi buồn của họ. Họ đã lên tiếng nức nở, thở dài và ngậm ngùi. Họ nhắc nhở cô rằng họ đã cao niên, rằng cô là đứa con duy nhất của họ, và sau Thiên Chúa, cô là sự thoải mái, an ủi và hỗ trợ cho họ. Và cuối cùng, họ nói rằng nhờ cô, họ hy vọng sẽ nhìn thấy gia đình của họ khỏi tuyệt chủng. Những giọt nước mắt và đanh thép của ông Antonio và bà Amata đã có kết quả. Rita luôn là đứa con vâng lời cha mẹ. Thực thế, cô đáp ứng mong ước của cha mẹ già. Cô xin vâng. Tuy nhiên, chỉ có Thiên Chúa biết Rita đã phải trả giá đắt đỏ đau đớn chừng nào. Cô nói với cha mẹ của mình rằng cô sẽ tuân theo ý muốn của họ và ở nhà để an ủi và giúp đỡ họ trong tuổi già. Nhưng tình yêu và vâng lời cũng không thể ngăn cản Rita ôm ấp đời tu trì. Cô vẫn cương quyết xác định vẫn là một người bạn trăm năm, trung tín của chú rể Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô. Với Ngài, cô dành hết trái tim và cam kết trung thành đến hơi thở cuối cùng. Rita ưng thuận kết hôn vì vâng lời cha mẹ. Dù Rita đã hứa với cha mẹ cô để kết hôn, tuy nhiên,
không có bất cứ cách nào làm suy yếu quyết tâm của cô bảo vệ hoa trinh tiết của cô, mà cô đã mong muốn dâng hiến cho Thiên Chúa. Tuy nhiên, thấy rằng có rất ít hy vọng ôm ấp đời tu, ít là trong khi cha mẹ còn sống. Vì vậy, trong sự nồng nàn cháy lửa tình yêu Chúa Giêsu và vinh quang rất mực với trinh nữ Maria, cô quyết tâm không bao giờ ôm ấp đời hôn nhân. Khi quyết tâm điều này, một niềm vui tăng gấp đôi và niềm an ủi lấp đầy trái tim của Rita. Cô có thể vẫn còn trung thành với tân lang của Thiên Chúa của mình, và đồng thời là một con người đáng yêu và biết vâng lời. Vì lý do này tăng gấp đôi niềm vui và an ủi. Một ánh sáng trên trời liên tục soi sáng vẻ mặt của cô. Vào ban ngày, khi cô thực hiện nhiệm vụ trong nhà, có một vần hào quang hạnh phúc ở khắp mọi nơi vây xung quanh cô. Tuy nhiên, niềm vui và hạnh phúc của Rita chỉ còn thời gian ngắn. Tình yêu hiếu thảo và vâng lời của cô đã được đưa vào thử nghiệm hơn nữa. Một thử nghiệm đã gây ra trong tâm hồn cô một chiến đấu thực sự giữa tình yêu của Thiên Chúa và tình yêu của cha mẹ. Ông Antonio Mancini và bà Amata Ferri vui mừng khôn xiết khi biết rằng con gái của họ đã từ bỏ ý tưởng vào một tu viện. Bây giờ, ông bà xác định việc hôn nhân cho con gái rượu của mình. Họ nói rằng đây là mong muốn của họ, và họ đã thuyết phục cô có bổn phận sẽ không bỏ rơi họ. Tuy nhiên, dù cha mẹ nghĩ rằng cô sẽ không đi tu, nhưng chưa bao giờ cô có ý nghĩ chấp nhận người khác làm chồng hơn là Chúa Giêsu Kitô. Do đó, chúng ta có thể tưởng tượng khi nghe cha mẹ quyết định việc hôn nhân và chọn người chồng cho cô. Cô ngạc nhiên và đau đớn chừng nào họ nhắc nhở cô rằng cô đã được sinh ra trong tuổi già của họ, rất lâu sau khi họ đã gần như không còn hy vọng có con cái, và họ nhấn mạnh rằng bởi cuộc hôn nhân của cô sẽ làm cho gia đình của họ khỏi nguy cơ tuyệt chủng và còn làm cho những năm còn lại của họ được hạnh phúc và thoải mái. Chúng ta thực sự bị cám dỗ lên án Antonio Mancini và Amata đã cậy quyền buộc con gái họ làm theo tính toán của con người. Chúng ta không tin rằng Thiên Chúa trong quyền phép người không thể vượt qua việc toan tính này. Để tôi tớ của Ngài đã chọn là Rita, sau khi đã trở nên thiếu nữ Kitô hữu, cũng nên như Thánh Monica trở thành một bà vợ và bà mẹ Kitô giáo. Việc công bố bất ngờ của cha mẹ cô làm cho nước mắt Rita chảy tràn vào trái tim cô gần như tan vỡ. Tình trạng tê liệt đã nắm giữ cô, khiến một thời gian cô không thể lên tiếng. Khi sự tử đạo diễn ra trong tâm hồn trong sáng của cô đã phần nào giảm xuống, Rita êm dịu lên tiếng như bồ câu cho cha mẹ hay biết. Thưa cha mẹ, con không muốn bất kỳ người nào làm chồng của con ngoài Chúa Giêsu Kitô. Những năm trước đây, con đã dành toàn thân xác, trái tim và tâm hồn của con cho tình yêu của Ngài và việc thánh thiện. Bởi vì cha mẹ muốn, con đã hứa không đi tu. Con cảm thấy chắc chắn với sự giúp đỡ của Thiên Chúa, con sẽ không kết hôn.
con sẽ có thể an ủi cha mẹ, cung cấp các nhu cầu cần thiết cho cha mẹ, cho đến khi Thiên Chúa mời gọi cha mẹ về với người để ở ngôi nhà tốt hơn và hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, Antonio và Amata vẫn muốn con gái của họ kết hôn. Và để ngoài tai những lời chân thành của Rita, dù con có nói gì cũng vô ích, dù con mong muốn được ở một mình với Thiên Chúa, yên lặng một mình trong nhà nguyện yêu quý của mình. Trong các bức tường nhà nguyện, cô quỳ xuống, nâng cao đôi mắt lên trời với hy vọng và tin tưởng vào cây thánh giá. Xin Chúa bị đóng đinh giải thoát cô những bối rối sâu sắc, xé nát trái tim cô. Từ lúc cha mẹ cô nói với cô rằng họ muốn cô kết hôn, cô cũng cầu xin nữ vương các thiên thần và các thánh đồng trinh xin cho cô ơn soi sáng cần thiết để hoàn thành những gì hợp ý Chúa và có lợi cho sự cứu rỗi linh hồn cô. Rita biết sẽ không có tội lỗi nếu kết hôn trong sự vâng phục ý muốn của cha mẹ. Nhưng kể từ khi cô cảm thấy rằng Thiên Chúa đã gọi cô ngay từ những năm đầu đời, được làm bạn trăm năm của Ngài, và kể từ khi cô đã quảng đại đáp trả ơn gọi này, với mong muốn nguyện dâng Thiên Chúa viên ngọc trinh tiết của cô, Rita bây giờ quỳ cầu nguyện, chờ được biết tiếng nói và quyết định của Thiên Chúa. Xin cho cô biết cô có phải và có thể tuân theo ý muốn của cha mẹ cô mà không vi phạm ý muốn của Chúa Giêsu, người mà cô yêu mến hết lòng, hết linh hồn mình. Điều rất chắc chắn rằng những lời cầu nguyện sốt sắng mà Rita dâng lên Thiên Chúa trong nhà nguyện nhỏ của mình đã được Thiên Chúa ân cần lắng nghe. Thiên Chúa, người xoa dịu và an ủi cô và trái tim gặp khó khăn. Và chúng ta có thể tin rằng Thiên Chúa đã biết Rita đầy tớ của người nên theo ý muốn của cha mẹ. Và bằng cách làm như vậy, cô sẽ tuân theo thánh ý người mà không bị mất sự hăng hái muốn dâng hiến trinh tiết mình cho Chúa Giêsu, bạn trăm năm của trái tim và linh hồn cô. Chồng và hai con đều chết. Thánh Rita, trước và đặc biệt là sau khi thành hôn, đã làm một tổ ong ngọt ngào trong trái tim mình. Do đó, khi nói chuyện, tỏa đầy hương thơm và ngọt ngào của nhân đức. Mỗi đức tính tượng trưng một bông hoa đẹp và thơm, được ràng buộc với nhau bằng dây thắt lưng đức mến và hình thành các bó hoa tinh tế nhất bà có thể dâng cho Thiên Chúa của bà sau khi đã làm dịu những cơn gió hú đe dọa xung quanh. Trong thời gian chồng bà là một con mồi dễ dàng bị xung động và không thể chế ngự những đam mê bạo lực của mình. Nhưng than ôi, những ngày hòa hợp và bình an sẽ sớm xảy ra thảm kịch, gây nỗi buồn và đau đớn trong trái tim bà Rita. Mặc dù Thánh Rita đã cải hóa người chồng, đã từng bạo lực và cờ bạc, và cũng đã làm cho ông ta trở thành người đàn ông hòa bình, Ferdinando đã không có ít kẻ thù ở Rocca Porina. Trước khi thành hôn và một số năm sau,
ông đã tham gia vào nhiều vụ tranh chấp với đồng nghiệp có tính nóng và bốc đồng như mình. Mèo hoàng mèo, ông luôn thủ sẵn dao găm, nói chung là muốn chiến thắng đối thủ của mình. Những người này đã trở thành kẻ thù của Ferdinando. Lòng họ chứa đầy nọc độc hận thù. Và dù ông đã tránh bọn họ, họ vẫn tìm kiếm cơ hội để trả thù ông. Kẻ thù ông không dám gặp ông đơn lẻ. Họ tụ lại với nhau như những kẻ hèn nhát thường làm và tìm gặp ông bên ngoài thành Rocca Porina. Họ tấn công ông, giằng co và đâm ông đến chết, vứt xác ông bên đường. Máu rỉ ra từ hàng chục vết thương. Một số nhà sử học nói rằng Ferdinando không bị giết khi ông cư xử ôn hòa. Họ nói rằng bản thân ông, trong một cơn giận dữ, ông đã gây nên cuộc tranh cãi và thậm chí gây ấu đả trước. Vì thế, ông đã mất mạng. Những người khác nói rằng cái chết dữ tợn của Ferdinando là sự thăm viếng của Thiên Chúa để trừng phạt sự tàn ác cực dữ của ông đối với bà Rita trong thời kỳ đầu của cuộc hôn nhân hai người. Nhưng chúng ta có thể tin một cách đạo đức rằng dù ông ta đã không có sự an ủi ngọt ngào là được nhận các bí tích cuối cùng, Thiên Chúa đã thương xót linh hồn ông nhờ vào tài khoản công phúc như đại dương mà người vợ thánh thiện của ông đã gửi trong kho tàng trên thiên đàng. Khi tin tức về cái chết của Ferdinando và tất cả các câu chuyện chung quanh nói đến tai bà Rita, bà như bị ném vào niềm đau cực điểm. Bà khóc như vỡ trái tim ra, và mặc dù bạn bè và những người hàng xóm tìm cách tốt nhất để an ủi bà, cũng không làm bà nguôi ngoai. Dĩ nhiên, cũng như mọi người vợ tốt và thánh thiện phải cảm thấy sự bất ngờ ra đi của người chồng, bà Rita cũng cảm như vậy. Nhưng bà còn đau buồn hơn nữa là linh hồn chồng bà chết không được lãnh của ăn đàn, mà Chúa Giêsu chết trên thánh giá đã ban cho các Kitô hữu làm bảo đảm một cuộc hành trình an toàn về thời gian vĩnh cửu. Với nỗi buồn của mình, Thánh Rita đã cầu nguyện với Thiên Chúa từ bàn thờ trái tim mình. Bà nói với Ngài: Lạy Chúa, xin đừng phán xét Ferdinando, tôi tớ của Ngài, vì trước mặt Ngài không ai là người công chính. Bà cũng cầu nguyện với Chúa Giêsu, Chúa Thiên Chúa của mình và đấng thẩm phán của kẻ sống và kẻ chết, và cầu xin Ngài vì máu của Ngài đổ ra để cứu chuộc nhân loại. Đừng nên vô ích cho linh hồn của chồng bà là Ferdinando. Và trong trái tim đau buồn chất ngất của quá phụ, bà khóc xin sự tha thứ lỗi lầm và sa ngã của chồng, để thiên đàng mũi lòng và tình yêu Thiên Chúa kéo lòng thương xót Chúa xuống cho chồng. Thánh Rita, như trong vườn cây dầu đau đớn, không quên tin tưởng vào Đức Trinh Nữ, mẹ của bảy niềm đau, đấng mà theo Thánh Bernard, không có ai chạy đến mà trở về tay không. Khi thân xác đã chết và rỉ máu của người chồng đã được đưa về nhà, Thánh Rita với nhiều lý do hơn so với các tổ phụ Jacob, nhìn khi áo dính máu của Joseph, con trai yêu quý của ông, một lần nữa khơi lên đầy đủ nỗi đau buồn của bà với những tiếng nức nở và thở dài.
tiếp theo bằng những dòng nước mắt. Sau đó, như thể một tiếng thì thầm từ thiên đàng đã đến tai của mình. Trong nháy mắt, những tiếng nức nở và thở dài của bà ngưng lại. Nước mắt của bà trở nên khô ráo và mạnh mẽ như Jacob. Trái tim và linh hồn của bà ca ngợi danh Chúa, Đấng đã vui mừng nhận lại người chồng mà Ngài đã cho bà dưới chân bàn thờ. Ôi, người phụ nữ mạnh mẽ và dũng cảm, chúng tôi không thể tìm thấy ai như bà. Chúng tôi có thể so sánh bà như thế nào? Bà có sự kiên nhẫn đáng ngưỡng mộ. Bà đau buồn quá mức và nỗi buồn sâu sắc thâm nhập tất cả các thớ thịt của trái tim yêu thương. Khi bà nhìn chằm chằm thân xác rỉ máu của người chồng, đã là một phần của cuộc sống hôn nhân của bà. Không hài lòng với hành động chấp nhận vâng thánh ý Chúa mà thôi, bà còn muốn đi xa hơn, là sắm cho mình viên ngọc quý là sự tha thứ. Theo gương Chúa Giêsu Kitô, khi chết trên thánh giá, đã xin Cha trên trời tha thứ cho kẻ giết Ngài. Bà Rita cũng chữa lỗi cho những kẻ giết chồng bà. Bản thân bà tha thứ tận đáy lòng. Theo học thuyết thánh thiện mà Chúa Giêsu Kitô đã dạy từ tòa giảng trên cây thánh giá. Sau khi lễ tang đã qua và xác của chồng bà được đặt trong nghĩa trang Rocca Purina, Thánh Rita tiếp tục thực hiện những đức tính mà bà đã có thói quen thực hành và đã được miễn trước những quan tâm của cuộc sống hôn nhân. Nên bà quyết tâm cuộc sống dành riêng cho Thiên Chúa, là Chúa duy nhất và Thầy của linh hồn bà. Cái chết của ông Ferdinando, chồng bà, làm cho bà Rita trở thành quá phụ. Nhưng bà đã không bị bỏ rơi. Thiên Chúa đã ban phước cho bà. Như chúng ta đã quan sát, với hai người con đẹp trai, chúng đã lớn lên và được bà chú tâm chăm sóc tối đa. Hàng ngày, bà cầu xin Thiên Chúa với những lời cầu nguyện nhiệt thành nhất để xin ơn bảo vệ sự vô tội của chúng và giúp bà hướng dẫn chúng trong con đường pháp luật thiêng liêng của Ngài. Trong đó, bà đã hướng dẫn chúng. Giovanni và Paolo, hai đứa con của bà Rita, đã trở nên những gì bà mẹ thánh thiện dạy dỗ chúng. Chúng lớn lên như những trẻ biết kính sợ và kính mến Thiên Chúa. Chúng yêu mến người mẹ tốt lành của chúng với tất cả tấm lòng của những người con. Không có con cái nào có thể tôn trọng hay vâng lời mẹ hơn là Giovanni và Paolo. Khi chúng càng lớn lên, bà Rita càng thấy rằng các con trai bà đã thay đổi. Khi giống như người cha đã chết của chúng tức tối, cáu kỉnh. Đặc biệt, bà thấy thay đổi đáng chú ý trong Giovanni khi lên 16 tuổi. Mặc dù được mẹ đào tạo về tôn giáo, Giovanni và Paolo đã phần nào thấm nhuần với ý tưởng sai lầm về danh dự và nhiễm từ họ hàng ý tưởng phải trả thù cho bố. Quyền trả thù này rất thịnh hành ở Italia, thời Thánh Rita còn sống, và được gọi là mối thù thiên thu. Mặc dù theo thời gian, các con trai của bà nghe nói đến vụ giết chết người cha của họ, phần bà không hề có ý nghĩ ấy. Nhưng một hôm, trong cuộc nói chuyện giữa hai con trai, bà ngạc nhiên và đau buồn nghe rằng
chúng có khuynh hướng sẽ trả thù những người giết cha của chúng. Cũng giống như người mẹ tốt và thánh thiện, bà Rita quyết tâm kiềm chế và tiêu diệt ý định rất tàn ác này. Gọi hai con sinh đôi Giovanni và Polo đến bên cạnh bà. Bà nói với con những gì bà đã nghe và xin họ, với nước mắt và nài nỉ, để xóa khỏi tâm trí con tất cả các mong muốn trả thù và quên rằng cha của họ đã bị ám sát. Bà cũng đặt trước mắt chúng gương mẫu của Chúa Kitô, xin Đức Chúa Cha tha thứ cho những kẻ đã đóng đinh Ngài mà Ngài phải chịu đựng để ban cho họ sự sống đời đời. Bằng ví dụ đẹp này, bà chân thành hy vọng bà sẽ có thể thuyết phục con trai mình tha thứ cho những kẻ giết cha của chúng. Hơn nữa, bà nhắc nhở chúng rằng, mặc dù đã mất người cha trần thế, chúng sẽ đạt được một thiên đường nếu chúng tha thứ thật lòng. Cuối cùng, bà quả quyết rõ ràng với chúng rằng, chính họ sẽ là kẻ giết người nếu họ báo thù cái chết của cha mình. Theo cách này, Thánh Rita cố gắng giữ và hướng dẫn con trai của bà trong con đường kính sợ Thiên Chúa. Sau một thời gian, như chúng ta có thể đọc trong nghị định phong thánh của bà, khi nhìn thấy con trai của bà vẫn còn muốn trả thù, bà tìm đến cây thánh giá và cuộc tử nạn của Chúa Kitô, bà nhiệt thành cầu khẩn Ngài, hoặc thay đổi ý muốn giết người của các con, hoặc cất chúng ra khỏi đời này trước khi chúng phạm tội trọng ấy. Sau cùng, Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của Thánh Rita. Cả hai con trai bà đã qua đời trong vòng một năm trước khi phạm tội giết người để phải chịu phán xét của Thiên Chúa Toàn Năng. Ôi, Thánh Rita vinh hiển, danh tiếng của sự hy sinh của bà sẽ không bao giờ tàn phai. Các trang lịch sử đề cập đến rằng không có sự hy sinh cao quý hơn so với sự hy sinh của bà. Đúng là Abraham sẵn sàng hy sinh Isaac, con trai của mình, nhưng ông đã được Thiên Chúa Toàn Năng dạy làm như vậy. Sự hy sinh của bà là một bản sao chính xác của sự hy sinh mà Chúa Cha vĩnh cửu hy sinh con một Ngài trên thập giá. Bà không những tha thứ những kẻ giết người chồng bà, mà còn dâng lên Thiên Chúa sự sống của hai con trai yêu quý của bà, Giovanni và Polo. Lạy Thánh Rita, trạng sư uy quyền của con sắp mình trước Chúa Giêsu bạn trăm năm của Ngài, là Thiên Chúa của Ngài và của chúng con. Thiên Chúa đã ban muôn ơn cho Ngài để Ngài ban lại cho chúng con. Ước gì bông hồng ngọt ngào được chúc phúc, gợi lại những tác động mến yêu của Ngài trước hình ảnh đấng cứu chuộc chịu đóng đinh và trong lúc Chúa qua đời. Con tin rằng nay Ngài đang ở trên trời, xin chia sẻ cho con những ơn lành Chúa đã sắm sẵn cho những ai cầu khấn Ngài. Thánh Rita, hoa hồng mầu nhiệm các nhân đức, cầu cho chúng con. Amen. Kính thưa quý thính giả,
chương trình đọc truyện với tác phẩm Thánh nữ Rita Garcia xin tạm dừng nơi đây. Xin mời quý thính giả nghe tiếp vào chương trình phát thanh ngày mai. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và xin Chúa chúc lành cho quý vị. Kính thưa quý thánh giả, chương trình phát thanh Lòng Chúa Thương Xót hôm nay đến đây đã kết thúc. Tạ ơn Chúa và xin Chúa chúc lành cho quý thánh giả. Xin Thánh Thần Chúa tác động để lời Chúa thấm nhập và đi vào hành động của mỗi người chúng ta, để mỗi ngày chúng ta đạt được hạnh phúc đời này và đời sau, nhờ lời của Chúa thánh hóa chúng ta. Dắt dìu con đi, đi bên Ngài, nào có sợ chi. Giống tố rằng đây có Ngài con chẳng lo gì. Ngài dắt dìu con đi như người cha, Ngài nắm chặt tay con không rời xa. Từng bước Ngài nâng niu không bao giờ để con vấp ngã. Tin Ngài dìu dắt sau khi tôi